Thưa các bạn, kể từ khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì chúng ta thường nghe rất là nhiều đến cái cụm từ là Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, mà dân cờ vàng luôn than vãn như vậy. Bị bức tử có nghĩa là bị buộc phải chết, nhưng mà ai buộc? Họ không nói ra nhưng ai cũng có thể hiểu là họ ám chỉ Mỹ. Thế nhưng họ không bao giờ tỏ ra hận Mỹ và luôn chút cái sự hận thù này lên những người cộng sản. Dân chống cộng cờ vàng nói như thế để mà chống chế và thỏa lấp rằng họ không hèn nhát, không phải là họ không biết chiến đấu, hay là không phải vì họ yếu kém phải bỏ chạy, mà là bị cưỡng bức phải thua. Chứ họ vẫn anh hùng lắm. Mỹ đã bức họ phải tử chứ cộng sản không thể nào làm cho họ tử được. Đấy. Võ Long Triều là một bộ trưởng và cũng là một dân biểu trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái một bài viết được đăng trên báo Người Việt có dùng một cái từ để mà đặt câu hỏi thế này: ai bán Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản Hà Nội? Rồi kết luận là buôn Mỹ và Hà Nội đã thương lượng với nhau để bán cái anh Việt Nam Cộng Hòa này. Võ Long Triều đặt câu hỏi như thế là để tự thú nhận Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một thứ đồ chơi, hay chỉ là một cái con chó con mà của Mỹ, cho nên là buôn muốn bán lúc nào thì bán, muốn bán cho ai cũng được, bị bán một cách tức tưởi. Nhưng có lúc thì Võ Long Triều lại nói là Mỹ đi đêm với Tàu để dân miền Nam. Võ Long Triều viết thế này: được trả tự do năm 1988, tôi có dịp đọc hồi ký của Ngoại trưởng Mỹ thời đó là ông Henry Kissinger mới biết rõ, chính ông ta dâng miền Nam Việt Nam cho Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai. Nhưng có lúc thì Võ Long Triều lại nói rằng là Mỹ thương lượng với Hà Nội để bán đứng Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta đã viết như thế này: và sự kiện chứng minh rõ ràng nhất, Kissinger và tướng Hen tự ý thương lượng với Bắc Việt mà không hề hỏi ý chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong khi cả thế giới hiểu rằng sự đàm phán phải do hai bên Nam Bắc Việt thương lượng điều kiện để tiến tới hòa bình. Hội đàm Paris chỉ là một màn kịch do Hoa Kỳ đạo diễn để trao Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng sản Hà Nội. Võ Long Triều, một bộ trưởng và một dân biểu cờ vàng, còn nhận định và than thân trách phận, thú nhận rằng Mỹ đã đem Việt Nam Cộng Hòa rao bán như là một mớ rau con cá, thì các anh cờ vàng nghĩ sao? Một chế độ mà Mỹ muốn bán cho ai cũng được, muốn nó chết là nó phải chết, không thể cưỡng lại, thế mà cũng xưng danh là một quốc gia có chính nghĩa được sao? Hãy cứ ai nói rằng các anh là tay sai, là nô lệ thì các anh nhảy dựng lên mà phản bác. Các anh luôn tuyên truyền cho dân cái ảo tưởng các anh là đồng minh của Mỹ. Em nói thế cho nó sang, đồng minh nào mà có quyền rao bán bức tử các anh được như thế? Báo chí và tâm lý chiến cờ vàng thì luôn luôn quan trọng, nâng cái tầm quan trọng Việt Nam Cộng Hòa các anh lên là hàng đồng minh của Mỹ, và nổ rằng Việt Nam Cộng Hòa là tiền đồn chống cộng số 1 của Mỹ ở Đông Nam Á, cho nên Mỹ không thể xem nhẹ được. Đồng minh của Mỹ nhưng chưa bao giờ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được đón tiếp bằng nghi lễ xứng tầm của một đồng minh, chẳng bao giờ được phép bước chân vào Nhà Trắng. Lật lịch sử lại xem, chưa bao giờ có Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa nào bước chân vào Nhà Trắng cả. Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi. Dù có than thân chấp phận rằng bị bức tử, bị bán hay bị bỏ rơi thì cũng thế thôi. Nói một cách cụ thể và hình tượng thì Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một cái thứ công cụ sử dụng cho lợi ích của Mỹ. Không dùng được nữa thì nó vứt đi. Sự thật đã quá rõ ràng. Cố Thanh Minh về việc phải cởi quần mà chạy nhằm giấu đi cái hèn cái nhục, thì họ lại càng làm lòi ra cái bản chất nô lệ. Cái bản chất nô lệ đã được Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, thừa nhận công khai rằng Mỹ cho bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu. Thế cho nên cái kết cục phải cởi quần chen nhau mà chạy chính là hệ quả mà thân phận bày tô nô lệ nó phải xảy ra như thế. Ngay sau khi thất thủ bang Mê Thuộc thì Quốc hội Mỹ đã bác luôn cái đề nghị viện trợ bổ sung 300 triệu đô la cho Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống đề xuất. Như vậy thì số phận của Việt Nam Cộng Hòa đã được định đoạt và đã gõ hồi chuông báo tử cho chế độ này. Không có tiền đồng nghĩa với đói và chết. Đây là cú sốc lớn nhất cho Nguyễn Văn Thiệu, và cũng từ đó Nguyễn Văn Thiệu trở nên hoảng loạn, đi đến quyết định co cụm, liệu cơm gấp mắm, sống ngày nào hay ngày ấy, và có cái chiến thuật là rút lui chiến thuật này, rồi có tái phối trí lực lượng. Nó phổ biến trong cuộc họp với các tướng lãnh vào ngày 14 tháng 3 năm 75. Việt Nam Cộng Hòa phải chết khi kẻ nuôi dưỡng nó chết. Chắc chắn như thế.
chứ chẳng ai bức tử nó, chẳng ai bán nó, cũng không phải bu nó, ghét bỏ gì nó. Mà cho là dù làm sao bu nó ghét bỏ được, bởi vì tiền của Mỹ là tiền của dân Mỹ đóng thuế, đâu phải là tiền trên trời rơi xuống. Mà là bu nó chết rồi thì diêm nó chết theo. Nếu như bu nó không, nếu bu nó còn uy tín trong nhân dân Mỹ thì nó chắc chắn sống, nhưng mà ngay cả chính phủ của nó, tổng thống nó cũng còn chết thì làm gì nó sống được. Như vậy cho nên là cả hai bu con đều bị bức tử dưới sức mạnh của toàn dân Việt Nam nha. Bị bức tử dưới sức mạnh của toàn dân Việt Nam, bức tử, bị bỏ rơi, bị phản bội, bị bán đứng, là cái lời than vãn mà cờ vàng thường trách bu. Họ không thể đủ sáng suốt để nhận ra rằng bu không bao giờ muốn họ tử. Tiền bu đâu phải là tiền ở trên trời rơi xuống, mà là tiền của dân Mỹ. Bỏ bao nhiêu tiền, kể cả sinh mạng của mình để nuôi dạy nó, mà nó lăn ra tử thì bu ăn nói thế nào với dân Mỹ đây? Cho nên bu luôn muốn nó là một tay sai thực sự mạnh để giúp bu bớt gánh nặng. Tuy nhiên thì lực bất tòng tâm, bu không thể cứu lấy nó được. Bu chỉ cố cứu lấy mình, cứu lấy danh dự của nước Mỹ mà thôi. Cái người bất tử chế độ cờ vàng chính là nhân dân Việt Nam. Sức mạnh chiến đấu từ lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam đã bức tử cả hai bố con Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, bức tử cả tướng lãnh mà họ tôn vinh là anh hùng. Cái khác biệt lớn giữa bu con Việt Nam Cộng Hòa là bu nó thì thừa nhận đã thua, phải bỏ chạy lấy người, bỏ của chạy lấy người, chỉ mong cộng sản nới tay để bu nó gỡ gạt được chút sĩ diện. Còn nó thì dù có bị đối phương tuột quần banh xà rong, nó vẫn không chịu thua. Nó cũng không thua, nó vẫn la, nó bị bức tử, nó bị cưỡng chiếm, nó bị phản bội, nó bị bán. Nó vẫn anh hùng, nó vẫn còn quốc gia, nó vẫn còn cờ vàng và nó vẫn còn quân lực. Không phải là nó nói chơi cho vui mà thật sự nó nghĩ như thế. Nó thật sự nó nghĩ như thế, cái điều đó mới là cái điều quái kỳ đời. Chưa bao giờ có cái cách nghĩ nào kỳ lạ như thế. Đấy. Thế giới này đang hiện diện một cái quân lực mà không đụng hàng, từ đông chí tây, từ cổ chí kim. Quân thì không ai dưới 60 tuổi. Lực thì là súng nhựa đeo lủng lẳng, cầm cờ vàng xếp hàng diễu binh. Xe thì xe lắc xong chạy vòng vòng để biểu dương lực lượng cho Mỹ nó coi mỗi lần đến ngày quân lực. Đó. Quân lực đó chính là quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày nay. Các bạn thấy đúng không? Quân lực này á, đang thờ năm vị anh hùng vĩ quốc vong thân, toàn là những anh hùng chết trong nhà. Nếu không phải tự tử thì cũng bị tử hình, chẳng chứ chẳng có ai hy sinh ra sức chiến đấu bảo vệ cho lá cờ vàng cả. Vậy bây giờ mình điểm qua những vị anh hùng mà bị cho là vĩ quốc vong thân mà cờ vàng đang tôn thờ như thế nào nhé. Đầu tiên ta nói tới Phạm Văn Phú. Phạm Văn Phú là thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 2. Những tính toán sai lầm của Phú đi đến kết thúc kết cuộc là mất băng Mê Thuộc, bị sốc, uất ức vì bị Nguyễn Văn Thiệu đổ hết trách nhiệm trong việc thất thủ Tây Nguyên, cùng với việc bị thất sủng, phải bàn giao quân đoàn 2 của Phú sáp nhập với quân đoàn 3. Ngày 2 tháng 4 năm 75, trong lúc chờ bàn giao quân đoàn 2 cho thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh phó quân đoàn 3, Phú đã rút súng tự sát tại lầu ông Hoàng ở Phan Thiết, nhưng bị cản lại. Bị tước quyền, Phú rất đau và căm, cho rằng Phú bị coi thường và bị sỉ nhục, không chịu nổi những áp lực và thấy trước cái chết của chế độ cờ vàng. Phú uống thuốc độc chết 28 ngày sau đó. Đấy, một vị tướng vĩ quốc vong thân uống thuốc độc chết mà bây giờ nó vẫn thờ là vĩ quốc vong thân. Như vậy thì bức tử Phạm Văn Phú chính là Nguyễn Văn Thiệu, chứ Phú có vĩ quốc vong thân mà tự tử gì quá phản quốc và thất vọng. Trong cái bài bút ký những bí mật về trận thất thủ băng Mê Thuộc thì ông Lữ Giang đã viết theo lời kể của đại tá Phạm Duy Khang rằng sau khi đại tá Luật, tỉnh trưởng băng Mê Thuộc bị bắt, vợ của Phạm Văn Phú đã cử thiếu tá Phạm Húng đến gặp đại tá Phạm Duy Khang, người được tướng Phú dự định sẽ thay thế đại tá Luật, cho biết rằng muốn làm tỉnh trưởng băng Mê Thuộc phải cam kết rằng sẽ chia cho bà Phú 20% số tiền tái thiết. Cuộc thương lượng không thành, chức tỉnh trưởng ban Mê Thuộc được giao ngay cho đại tá Trịnh Tiếu. Bà vợ ông tướng mà có thể quyết định được việc bổ nhiệm một tỉnh trưởng. Chi tiết trên cho thấy anh tướng này chẳng thể nào mà vị quốc cờ vàng cho được. Người thứ hai ta phải nhắc đến đó là Lê Nguyên Vĩ.
Lê Nguyên Vĩ là chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, sau khi nghe lệnh đầu hàng từ Dương Văn Minh. Ngoài kia đối phương bao vây căn cứ Lê Lai Khê, khóa chặt hai cổng phía Nam và phía Bắc. Bắt lo phát lời Dương Văn Minh kêu gọi buông súng và kêu gọi tướng Vĩ đầu hàng dồn dập. Lê Nguyên Vĩ hoảng hốt ra lệnh cho binh sĩ treo cờ trắng trước cổng căn cứ rồi rút súng tự tử. Treo cờ trắng đầu hàng nhưng vẫn là anh hùng cờ vàng như thường, chỉ vì dám anh dũng tự tử cho nên được tôn sùng. Sở dĩ mà Vĩ tự tử là vì Vĩ không còn chạy đi đâu được. Tâm lý chiến cờ vàng đã gieo vào đầu vị tướng này cái thảm họa ghê gớm nếu lọt vào tay cộng sản, nhất là đối với một vị tướng tư lệnh như Vĩ. Tự tử là cách lựa chọn để tránh bị trừng phạt. Như vậy thì vị quốc quân thân chỗ nào? Bây giờ ta nhắc tới Lê Văn Hưng. Lê Văn Hưng là ai? Hưng thực sự nổi lên dưới mắt của Nguyễn Văn Thiệu từ năm 72 với thành tích là tử thủ An Lộc và được vinh thăng chuẩn tướng. Trận này Hưng cũng được đối phương mổ xẻ rất nhiều. Năm 74 thì Hưng được bổ nhiệm làm tư lệnh phó quân đoàn 4 và dùng 4 chiến thuật. Ngay khi nhậm chức, Hưng đã tung ra những cuộc hành quân tảo thanh càn quét gây tổn thất lớn cho Việt Cộng. Tháng 2 năm 75, Hưng mở chiến dịch lớn tấn công mật khu U Minh của đối phương bằng tất cả những gì có trong tay và vũ khí đạn dược còn lại. Là một chỉ huy quân đoàn, nhưng Hưng lại không thể biết được những toan tính ở cấp trung ương, không biết được tình hình chiến sự các nơi khác và cũng không biết được Sài Gòn đang hấp hối. Cho nên đến ngày 29 tháng 4 năm 75, Hưng rất ngỡ ngàng khi những sĩ quan cao cấp không quân hải quân lần lượt đào ngũ bỏ chạy. Là một con chiên có thâm thù với cộng sản, Hưng toan tính tập hợp tàn quân để cố thủ, nhưng quân lính đã tan hàng, thất vọng, quẫn chí và lo sợ sẽ bị cách mạng trừng phạt, Hưng đã tự tử tại Tư Dinh. Đấy, lại là tự tử. Chúng ta lại nói tới Nguyễn Khoa Nam. Nguyễn Khoa Nam là thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 4 và dùng 4 chiến thuật. Sau khi nghe tin mà Hưng tự tử, Nguyễn Khoa Nam cũng tự tử theo. Cả Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hưng đều tự tử bằng súng ngày 30 tháng 4 năm 75. Sự tấn công vũ bão của quân giải phóng khiến chính quyền Sài Gòn náo loạn, nhưng miền Tây vẫn yên tĩnh. Đã có lúc chính khách đã có ý chọn Cần Thơ làm thủ phủ để cố thủ giữ vùng 4 chiến thuật, nhưng Sài Gòn sụp đổ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã quá nhanh làm cho những tướng lãnh dù có ý định chống lại cũng không thể làm gì được. Đó là số phận của Lê Văn Hưng và của Nguyễn Khoa Nam. Việc tự tử của các tướng Hưng và Nam là hệ quả của sự bế tắc trong hoảng loạn và lo sợ. Vậy thì có gì phải tôn thờ họ? Ta nói đến người cuối cùng, đó là Hồ Ngọc Cẩn. Hồ Ngọc Cẩn là đại tá tỉnh trưởng tỉnh Chương Thiện. Tỉnh Chương Thiện được lập ra từ thời của Ngô Đình Diệm nhằm để bảo vệ Cần Thơ và dùng 4 chiến thuật, đồng thời kiểm soát cửa ngõ U Minh. Sau khi Hiệp định Paris ký kết, Chương Thiện là điểm nóng nhất của vùng 4 chiến thuật bởi kế hoạch giành chiếm đất tràn ngập lãnh thổ của Nguyễn Văn Thiệu. Ngay sau khi Hiệp định Paris bắt đầu có hiệu lực vào ngày 28 tháng 1 năm 73 thì Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố không thi hành Hiệp định Paris, không hòa bình, chống hòa hợp với Cộng sản. Thiệu đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục đánh tới, lấn đất giành dân, cắm cờ trùng khắp, tràn ngập lãnh thổ, và nói rằng nếu Việt Cộng dùng súng lục thì quốc gia trả lời bằng súng cối, súng đại bác. Và ngày 2 tháng 2 năm 73, Bộ Tư lệnh dùng 4 chiến thuật và quân khu 4 đã triệu tập các sĩ quan chủ chốt và chính quyền các cấp phổ biến ý kiến của Nguyễn Văn Thiệu và Hiệp định Paris và tuyên bố trên hòa bình dưới chiến tranh, xử bắn người nào quăng hô hòa bình, xử bắn lính trốn, bỏ tù những gia đình binh sĩ có con em bỏ trốn, buộc nhà dân phải treo cờ quốc gia trước nhà, trên ghe xuồng, sơn cờ trên mái nhà, rồi mời ủy ban quốc tế đến xem và xác nhận cho vùng kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa. Hồ Ngọc Cẩn đóng vai trò rất lớn trong việc bình định, giành dân lấn đất của Nguyễn Văn Thiệu và do đó đã gây ra rất nhiều nợ máu. Ngày 30 tháng 4 năm 75, trong khi mọi nơi đã buông súng, Cẩn không lường hết được tình hình và sức lực mà vẫn ra lệnh chống trả. Kết cục là Cẩn bị bắt sống và bị xử bắn tại sân vận động Cần Thơ. Cái chết của Cẩn là một sự đền tội. Các sĩ quan khác cao cấp hơn Cẩn rất nhiều nhưng vẫn không ai lĩnh án như Cẩn. Điều này cho thấy Cẩn đã gây quá nhiều tội ác. Quân và dân vùng Chương Thiện không ai biết đến tội ác viên tỉnh trưởng khét tiếng này. Có kế hoạch trừ khử Cẩn từ lâu nhưng đã không thành công, phải chờ đến trận đánh cuối cùng.
Cái chết của Cẩn được biến hóa thành anh hùng bị quốc vong thân của cờ vàng và được phát tán rộng rãi bởi tấm hình Cẩn bị xử bắn. Đây là tấm hình được sao chép và sửa chữa lại từ bộ phim Cọp Rằng Trương Thiện, sản xuất ở hải ngoại do Trần Hùng đóng vai Hồ Ngọc Cẩn và Mỹ Huyền đóng vai Du Kích Việt Cộng. Tấm hình Cẩn bị xử bắn được phát tán rộng rãi trong cộng đồng cờ vàng, nhưng không bao giờ ghi xuất xứ khiến nó trở thành một hình ảnh thực trong suy nghĩ của cộng đồng cờ vàng. Hơn nữa, họ còn gắn vào mồm Hồ Ngọc Cẩn những câu nói đầy khí khái cờ vàng làm nên tên tuổi của Cẩn trở thành anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Là những câu nói sau đây: nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không hạ nhục các anh như các anh bôi lọ tôi. Tôi cũng không hỏi các anh các câu hỏi mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do người dân. Tôi có công mà không có tội. Các anh không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán đoán các anh là giặc đỏ hay là tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi cứ giết đi, không cần phải bịt mắt và hô to đã đảo Cộng sản Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Nhìn tấm hình anh cán binh Cộng sản cầm súng chĩa vào đầu Hồ Ngọc Cẩn, nếu tinh ý một chút tôi cũng có thể nhận ra đây không phải là cảnh ở sân vận động nơi Cẩn thi hành án. Đó là cái bức ảnh mà tôi xem ở trong một bức ảnh ở trên Internet. Anh cán binh Cộng sản quấn khăn rằng đâu phải chuốt bóng mượt làm đầu chải chuốt bóng mượt cầm cây con 45 của Việt Nam Cộng Hòa để xử bắn là điều không thực tế và rất khôi hài. Tấm hình thứ hai là hình màu được chụp góc thấp, chụp cận cảnh, không thể là khoảnh khắc thời sự và cũng không thể có được vì năm 75 chưa có phim màu ở Việt Nam. Không ai có thể đến gần cầm máy quay, máy chụp ở góc tự ly ấy trong lúc đang hành quyết. Moi những tướng lãnh tự tử ra rồi tô vẽ tôn làm anh hùng, thậm chí còn làm giả những tấm hình để gây xúc động. Dân cờ vàng muốn cho mọi người thấy rằng cờ vàng cũng có lý tưởng như ai. Cờ vàng cũng coi thường cái chết, dám hy sinh cho cờ vàng. Một quốc gia mà còn tiền thì còn đánh, hết tiền thì chạy. Một chính quyền mà Mỹ muốn chết là phải chết. Một chế độ mà tổng thống có thể bị trừ khử bất cứ lúc nào nếu không làm hài lòng người Mỹ. Một quân đội mà chức tỉnh trưởng có thể mua được từ một người đàn bà. Như thế mà dân cờ vàng cứ lấy đó làm khuôn mẫu để chiêu dụ người dân và rao giảng về tự do dân chủ mãi đến tận ngày hôm nay. Nếu muốn sử dụng từ bất tử cho nó đúng với thực tế thì phải nói rằng sức mạnh được hun đúc từ lòng yêu nước và khát khao độc lập của dân tộc đã bức tử cái chế độ nô lệ cờ vàng. Chính cái sức mạnh này đã buộc đế quốc Mỹ phải tháo chạy theo đúng nghĩa, giành lại nền độc lập cho nước nhà, thống nhất được tổ quốc, nối liền bờ cõi Việt Nam, non sông của tổ tiên để lại mà dân cờ vàng luôn mong muốn chia cắt nó mãi mãi. Thưa các bạn, như vậy thì chúng ta đã quá rõ về cái việc ai đã bức tử cờ vàng. Rõ ràng không ai bức tử cờ vàng ngoại trừ nhân dân Việt Nam, bởi chỉ có nhân dân Việt Nam với sức mạnh của Việt Nam đã làm cho ngay cả người Mỹ, người dân Mỹ phải tổ chức biểu tình, cuộc biểu tình phản chiến, buộc Quốc hội Mỹ phải không thông qua tất cả các cái gói hỗ trợ về quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Và vì vậy đó chính là cái sức mạnh của nhân dân Việt Nam và của cách mạng Việt Nam. Ở đây không ai bức tử mà là chính nhân dân Việt Nam đã bức tử Việt Nam Cộng Hòa. Và vì vậy nếu muốn trả thù hãy đi tìm người đã tạo nên cuộc chiến này, đó là Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa muốn gì hãy đến gặp Bu mà nói. Đừng bao giờ cho rằng Cộng sản mới chính là kẻ thù, mà hãy nhìn vào người đã đưa Việt Nam Cộng Hòa đến cái chết cuối cùng. Đó nhìn vào người đã đưa Việt Nam Cộng Hòa đến cái chết cuối cùng. Đó chính là nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.